Em là Nguyễn Thị Minh Trang, em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi. Em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Rồi mời em. Chào anh chị MC ạ. Em tên là Tuấn ạ. Em làm lập trình viên và em đang ở Gò Vấp ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Lại thêm một anh chàng anh hùng nữa. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Hà Nội ạ. Ta nói nhất gái lớn hai gì trai lớn một. Đây là Trang lớn em 2 tuổi đúng không? Nó là nhất luôn rồi đó, không gì nữa. Gặp nhau như thế nào? Tụi em gặp nhau qua một game online ạ. Gặp nhau cũng tình cờ lắm ạ. Cũng mấy năm rồi không vào cái game đấy. Nhưng mà tối hôm đấy tự nhiên hứng lên vào. Vào rồi chơi đến tận 12 giờ đêm. Hồi đấy em vẫn là sinh viên. Game bắn súng đánh nhau vậy đó. Thì lúc đấy thì em mới sắp thua rồi. Em mới xin bạn này là tha cho em. Sau đó thì bạn ấy tha thật. Sau đó mình hai đứa thì nói chuyện qua lại với nhau và cảm thấy là hợp nhau. Nên là cứ đến giờ là lên chơi game với nhau thôi. Lúc đấy thì chưa biết mặt nhau. Sau đó thì bạn ấy có chia sẻ nick Facebook với em ấy. Lúc đầu thì em nhìn nick Facebook của bạn ấy thì em nghĩ vậy là anh có mười mấy tuổi thôi à? Tại vì nhìn trên cái nhí quá không? Trẻ quá. Nhìn cái ảnh trẻ quá, trẻ hơn cả bên ngoài nữa. Thế là bạn ấy nói đầu tiên bạn nói dối em, bạn bảo là bạn ấy hơn em một tuổi, tức là sinh năm 91. Nhưng em không tin. Nhưng mà về sau thì nói qua nói lại thì mới biết là 94. Hai đứa cũng chỉ là bạn chơi game thôi thì cũng không suy nghĩ nhiều. Rồi khi nào hai bạn gặp nhau ngoài đời? Từ hồi tháng 3 mà đến tháng 7 thì lúc đó em đang học ở trong này. Thì em về quê ở Hải Phòng để chơi. Lúc đấy bạn này đang ở Hà Nội. Hai đứa có hẹn gặp nhau. Bạn này mới từ Hà Nội mà xuống Hải Phòng để gặp em. Sau 4 tháng quen biết. Lần đầu tiên ấn tượng khi mà hai bạn gặp nhau là như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của em và Trang khi đó là em đợi Trang sau 3 tiếng đồng hồ. Tại vì trước khi em xuống là bạn này có đi chơi nhóm bạn ấy. Em để cho bạn ấy chơi xong rồi thì em mới nhắn tin là em xuống đây rồi. Thì sau gặp nhau thì lần tiên em gặp Trang em thấy sao to quá. Cao to quá. Hồi đấy thì em mập hơn bây giờ. Em cũng thấy tội tại vì bạn ấy không nói với em là bạn ấy xuống sớm như vậy mà bạn chờ một mình ở cái ga tàu đấy 3 tiếng đồng hồ á. Cho nên là khi mà em thấy thế em cũng thấy rất tội. Xúc động ha. Cũng xúc động nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy bạn là trời sao nhỏ thế. Trời sao to thế. Trời sao nhỏ thế. Rồi làm sao? Rồi cuối cùng rồi gặp nhau hôm đó có gì ấn tượng không? Hôm đó gặp nhau thì hai đứa chở nhau đi ăn thôi. Bạn ấy lại quay lại Hà Nội. Thì em cũng có họ hàng ở trên Hà Nội thì tranh thủ cái đợt đấy em cũng lên Hà Nội chơi với cô em luôn. Thì hai đứa lại hẹn nhau thêm một buổi nữa. Kỷ niệm đợt đấy là chở em đi chơi có hơn một ngày thôi nhưng mà bị công an phạt 4 lần. Trời ơi. Một lần không có gương. Một lần sai làn đường. Còn một lần thì đang đứng cô ở cái vỉa hè để tìm đường cũng bị hốt vô. Vì kêu là làm cản trở giao thông ạ. Một lần thì vội quá em vượt đèn đỏ luôn. Trong một ngày đi chơi mà bị thổi 4 lần. Hay á, hai đứa em đúng là hơn. Hợp với nhau không? Không có bị hết sạch tiền, chọn tiền chơi nữa. Hết tiền luôn. Rồi hai bạn chơi gì? Em thì em suy nghĩ rất là bình thường, bình đẳng. Tức là hai người đi chơi với nhau thì không may mà như thế thì có thể dùng tiền của em cũng được. Nhưng mà bạn ấy nhất quyết là không xài một đồng của em. Mà cứ phải đòi phải trả bằng được. Đến nỗi mà trong ví không còn một xu nào nữa. Hai đứa cứ ra nhau đi chơi. Chơi rồi không ăn uống gì trơn luôn hả? Cũng vẫn đủ tiền ăn uống. Tiền khổ cháy túi có ai hiểu ta. Tội nghiệp, không đi chơi trong sự nghèo khổ. Mà trước cái ngày mà em về quê chơi á, thì tự nhiên bạn này rất là sao lãng với em. Nhắn tin sáng thì đến tận tối cũng không trả lời. Thế cho nên em nghĩ là chắc cũng chán rồi hay như thế nào đấy. Cho nên là em cũng không có đặt nhiều kỳ vọng gì vào cái cuộc hẹn hò đó. Nhưng mà rất là bất ngờ là mấy ngày đi chơi đấy là bạn rất là nhiệt tình. Và thậm chí là lúc mà bạn ấy tiễn em ở sân bay, lúc em bay từ Hà Nội vào trong này. Mắt bạn đỏ hơn em. Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ chút thêm những đắng cay trong lòng. Và em thấy rất là ngạc nhiên tại vì tại sao một người mà có thể thay đổi thái độ trong vòng có vài ngày mà sao nhanh như vậy. Ủa sao lúc đó sao em sao lãng cổ vậy? À, tại vì đợt đó là em ở khu trọ ấy. Là em có quen một bạn nữ ở gần khu trọ nữa. Mà đợt đó là chị em thì em cùng chị em à. Bạn ấy chị em thì hay đi làm nên bạn ấy suốt ngày nấu cơm cho em rồi làm việc cho em ấy. Nên thì em bị sao động rồi em bị kiểu như cảm mến bạn đấy. Rồi cái say nắng còn thời gian ngắn à? Cũng tầm khoảng 3-4 tháng ạ.
thì hai đứa thỉnh thoảng cũng dẫn đi chơi rồi đi lại quanh. Vậy là 3-4 tháng mà vừa nói chuyện với cô này trong mạng là cũng 3-4 tháng là say nắng cô kia ở ngoài đời. Vâng, đúng rồi. Ban ngày thì nói chuyện với cô này, ban đêm nói chuyện với cô kia. Trước khi gặp cô này là vẫn còn say. Nhưng mà qua lên ra tới ngoài Hà Nội đưa cô này là nắng nó đổi chiều. Đúng rồi. Đổ bên kia. Hiểu rồi. Và sau đó bao lâu rồi các bạn mới chính thức là quen nhau? Sau đó thì bạn ấy tấn công em rất là dồn dập, tức là ngày nào cũng nhắn tin gọi điện khủng bố điện thoại em. Là khi mà em về lại thành phố rồi đúng không? Thành phố rồi, tôi đấy gửi là bài người hát. Ngày Nam ngày Bắc ấy chị. Mỗi ngày em gọi điện khoảng 2-3 tiếng. Mà em bỏ cả bữa trưa với cả ngủ trưa để em gọi điện cho bạn này. Hèn chi tướng bự dễ sợ. Thì bạn ấy cứ dụ em là về Bắc làm việc đi, để hai đứa ở gần nhau. Lúc đấy thì em cũng chưa có dự định chính xác là ở Bắc hay là ở Nam. Cho nên là em cứ chỉ hoãn kéo dài thời gian, em cứ thôi. Sau đó thì em mới gợi ý bạn ấy hay là anh vào trong Nam làm thử xem. Là cuối cùng là bạn bày ở trong này. Thế rồi em đang ngồi đây. Lúc gặp nhau ở quê thì là tháng 7 năm 2015. Mà đến tháng 3 năm 16 là bạn em bay ở trong này. Mà từ tháng 7 đến tháng 3 là không gặp mặt nhau lần nào hết. Trời đất ơi, sao cái gì mà nắng gì mà nó nhập lâu quá vậy? Không, nắng này nắng gắt chứ chị. Em bay ở trong đấy đúng vào ngày là ngày 8 tháng 3. Và bạn ấy có tặng cho em một cái áo. Lúc đầu thì thực sự tình cảm của em cũng chưa lớn lắm. Nhưng mà sau đó thì em thấy là quyết tâm của bạn ấy vào trong này với em, mà tất cả cái tiền mà bạn ấy dành dụm suốt 6 tháng trời, lúc đấy là bạn mới là thực tập thôi, lương rất là thấp, mà bạn dành dụm trong vòng 6 tháng trời mà được gần 20 triệu thì để bay vào trong này để lập nghiệp. Thì lúc ấy em mới có một suy nghĩ chín chắn là đặt một quan hệ với bạn ấy. Rồi khi mà em sinh gia đình nó có khó khăn gì không? Dạ, mới đầu sinh gia đình thì chả sao, bố em đồng ý cho vào luôn. Tại bố em nghĩ em muốn trải nghiệm ấy. Rồi cái ngày mà lúc mà gặp nhau là có tỏ tình với nhau không? Lần đầu tiên ở sân bay thì em có tặng bạn cái áo mà đúng hôm ngày 8 tháng 3 luôn. Là và em cũng trêu bạn ấy, em chụp cái bình hoa của cái chị là cùng phòng mà đến ngày 8 tháng 3 mà chẳng được người yêu tặng hoa, mình đi tặng áo. Sau đó nửa tháng thì bạn em lúc đấy bí mật liên hệ với bạn là em trong này ấy, để tổ chức cho em một lễ tỏ tình. Như thế nào, như thế nào? Em liên hệ với cả bạn thân của bạn này thì nhờ cả những người bạn khác nữa, tại trong đây em có mỗi mình thôi. Lúc đó em có đến một quán karaoke. Em bảo người ta sắp xếp cho em riêng một phòng và trang trí đầy đủ rồi nến hoa trà chín hết ở đó. Và ngồi sau bữa ăn đấy thì em bảo thôi thì chắc cũng còn sớm, mình đi hát tí cho giải trí. Em dẫn bạn này xong bắt đầu em với tỏ tình bạn này. Tỏ tình sao? Cái khung cảnh đó ra sao, nó trang trí như thế nào, bạn có nhớ không? Con nến cũng làm một đường nến rồi. Trái tim giải hoa hồng giống phim Hàn Quốc anh. Rồi là cũng có bó hoa, có bánh kem. Rất tiếc là cái người quay lại cái buổi hôm đấy ấy, lúc quay quên không ấn cái nút quay. Trời ơi, ai mà duyên dữ vậy? Cũng không cái sự cố gì đó. Hồi đấy thì bố mẹ em vẫn còn ở trong Nam. Thì bạn này lúc nào cũng đến chơi, rồi thậm chí mẹ em còn quý bạn trai em hơn ở em nữa. Mẹ em thì mẹ em không nói gì cả, nhưng mà bố em thì không ưng ý lắm. Tại vì bố em cũng cao 1m75 á. Nhưng mà sau đó thì sau nhiều lần tiếp xúc thì thấy con người bạn rất là ngoan ngoãn, dễ gần, lễ phép, rồi cũng rất là chăm lo chu đáo. Cho nên là bố mẹ em cũng đồng ý. Còn gia đình của bạn? Gia đình em thì bố em cũng đầu tiên là không đồng ý. Tại vì nghĩ gia đình của bạn ấy trong này ấy, mà tất cả họ hàng em trong kia. Nhưng sau em có thuyết phục dần dần rồi cũng gia đình này cũng quyết định về kia. Thì sau đó thì bố em cũng đồng ý. Thế bây giờ từ đây đến cái ngày mà mình dự định kết hôn á, thì hai bạn còn thấy mình có những cái khó khăn gì phải trải qua nữa không? Mong muốn của em là muốn ở trong này một thời gian nữa. Tại vì hai đứa vẫn còn trẻ thì trong này trải nghiệm rồi tự lập. Còn bạn em thì lại muốn là về Bắc ngay. Thì hai đứa vẫn còn đang thảo luận về chuyện đó. Rồi, còn tính xấu gì của nhau mà hai bạn muốn chia sẻ không? Bạn em thì được cái là chu đáo, quan tâm lắm. Không có gì để chê cả, chỉ có điều là hay quên thôi. Có một lần thì hai đứa đi chợ Hạnh Thông Tây chơi. Sau đó thì bạn em là mất vé xe mà lúc mới 10 rưỡi đêm rồi.
tôi cũng không mang theo cả vạt xe nữa. Thế là người ta giữ xe ấy luôn. Thế là phải đi xe ôm về tận nhà bạn em để lấy cả vạt lên. Thế là 12 giờ đêm, 1 giờ đêm về nhà. Còn một lần nữa thì đi đón bố mẹ em ở sân bay thì bạn ấy cũng quên chìa khóa với lại thẻ xe ở nhà toilet luôn. Thế là cũng mất. Thế là lúc ấy cũng 9, 10 giờ đêm rồi. Thế là lại đi xe ôm về rồi. Chỉ mong là tình cảm của bạn ổn định hơn. Như là quên thẻ xe, em có bao giờ mà quên một cái câu chuyện gì đó liên quan tới bạn không? Như là quên ngày kỷ niệm hay là quên sinh nhật hay là có bao giờ bị cái đó không? Những cái đấy thì nhớ lắm anh. Con người mà sao mà toàn dễ được chị. Nhớ qua các vấn đề đủ. Rồi còn đối với bạn, mà có mong muốn muốn Trang thay đổi điều gì không? Trang thì nhiều lúc nóng tính và nhiều lúc suy nghĩ mọi chuyện nó kiểu một chiều đi xuống á, không được gọi là thoáng như em. Nên chỉ muốn Trang thay đổi đó là nhiều lúc mình gọi là thoải mái đi một xíu. Thôi thì đã tính cái ngày cưới rồi thì không không còn bao lâu nữa thì cũng đến ngày đó. Hai bạn hãy cố gắng để vun đắp thêm cho tình yêu của mình. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Hai bạn có điều gì muốn nói không? Nhân đây anh muốn nói với em là thật sự ở lứa tuổi con trai ấy, mỗi tuổi có một sự trưởng thành riêng. Có thể là anh không được trưởng thành những gì em nghĩ, không được những gì em muốn. Nhưng anh hứa anh sẽ thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn và mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc và không phải chảy nước mắt về những điều không nên có. Có cầu hôn em lần nào chưa? Đây là lần đầu tiên á hả? Em rất là cảm ơn anh, tại vì từ trước nay chưa có ai mà đối xử tốt với em như anh. Thì em mong là anh sẽ giữ được tình cảm này lâu dài và mình sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách. Rồi, chúc hai em hạnh phúc.